Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2007, phiên bản số tự động, máy 2.4. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Captivan phiên bản số tự động mang biển số 15A06911. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe rất sáng bóng sạch sẽ. Bốn bánh đang đúc phanh ABS bốn bánh. Dàn bốn lốp của nó còn đạt đến 80-90% anh em nhé. Đây, dàn bốn lốp của nó anh em xem và cảm nhận. Đấy, dàn lốp của nó khá ok luôn. Đấy, chiếc này hôm qua em mua ở Vĩnh Bảo. Đấy, và em đã mang về cửa hàng em ở km 11 Cống Trắng Quán Toan Hải Phòng. Alo. Vâng, anh đợi em 5 phút nhé. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương. Sơn vỏ, thân vỏ của nó thì mỏng tang. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Đây, dàn một lốp của nó đây, khá là đều nhau. Và đạt đến 90%. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2007, phiên bản số tự động, máy 2.4. Đấy, hai cụm đèn phanh nhìn rất sáng bóng đều nhau. Và sau đây em sẽ đi vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của xe. Gầm bệ thì không hề mù mọt anh em nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình. Đấy, bác này bác đi rất giữ gìn nên là xe là khá ok luôn. Đấy, trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2007. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng Quán Toan Hải Phòng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc đến trực tiếp cửa hàng em để gặp em Nghị. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Sơn xi khá ok. Bác này bác làm bên tòa án huyện Vĩnh Bảo anh em nhé. Đấy, hôm qua em xuống em mua về và em quay mà luôn để úp video lên cho anh em xem. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe. Ghế da nguyên bản theo xe trần nỉ. Xe rất sạch sẽ, rất cứng xe. Mình cam kết với anh em là chiếc xe không đâm va, không ngập nước, keo chỉ zin cả xe. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Đấy, keo chỉ zin cả xe, không mất đến một phân. Đấy, đây là phần cốp đằng sau xe này. Đấy, đây là phần nắp capo đây. Đấy, lắp cốp anh em nhé. Đấy, keo chỉ zin cả xe. Đây, những cái đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, còn vết chấm sơn này. Máy móc nguyên zin luôn. Đấy, lật lên thì là ghế ngồi. Úp xuống thì mình sẽ có khoang đựng đồ rất rộng. Đấy, xe cực chất luôn. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì mua về không phải nghĩ ngợi gì cả, chỉ việc đổ xăng mà chạy. Tích hợp xi nhan trên gương. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước đây. Đấy, ghế da đằng trước này. Đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô này. Trang bị màn hình cam nùi này. Bô lăng 4 chấu này. Phiên bản số tự động anh em nhé. Máy 2.4, máy xăng. Đấy, phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đấy, rất sạch đẹp anh em nhé. Còn nguyên bản theo xe luôn. Đây, vết chấm sơn nó vẫn còn này. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết anh em nhé. Đấy, bác làm bên tòa án nên bác đi mỗi một ngày đi khoảng chục cây số đến 20 cây số thôi, nên là xe nó còn đẹp. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man. Đăng kiểm này đến tháng 4 năm 2020. Đấy, đăng kiểm dài miên man luôn.
hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau. Đấy, đây hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau, hai cụm đèn gầm. Đấy, chiếc Gen Black Captivan sản xuất 2007. Một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 286 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Gen Black Captivan thương hiệu của Mỹ, phiên bản số tự động, máy xăng. Đấy, mình đây là phần cột kèo của xe này. Đấy, cột kèo của xe này khá là ok luôn. Đấy, xe rất cứng xe, rất sạch sẽ. Đấy, lớp lỉ đây. Đấy, lớp lỉ khá đẹp luôn. Đấy, lớp lỉ sàn lỉ này. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe, da bò anh em nhé. Đấy, xe rất cứng xe. Vâng, đây là phần tablo tabli cánh cửa đằng trước bên lái này. Đấy, tablo tabli cánh cửa đằng trước bên lái. Đấy, hốc bả lè này. Đây, bật lên xuống này. Đây, những cái đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, vẫn còn nguyên này, keo chỉ này. Đấy, phần keo chỉ nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần sâu vào trong phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần tablo này. Đấy, tablo của xe này. Đấy, rất sạch sẽ anh em nhé. Đấy, xe rất cứng xe. Trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, đầu đài nguyên bản theo xe. Và sau đây em sẽ lổ máy lên cho anh em xem. Vâng, máy lên lổ anh em nhé. Đấy, máy lổ cực êm, cực chất luôn. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Đấy, ngồi trong xe không nghe tiếng máy lổ luôn. Điều hòa thì ok luôn. Đấy, điều hòa thì cực mát. Đấy, cam nồi này. Đấy, cam nồi đầy đủ này. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ phải cổ xăng mà chạy chứ không phải làm bất cứ một cái gì anh em ấy. Xi nhan này, hai bên này, đấy, đầy đủ này. Đấy, phần bô lăng anh em xem này. Đấy, bác là rất ít đi này, bô lăng đẹp luôn. Đấy, đây bóng khí này. Đấy, đây bóng khí này. Đấy, hai bên. Đấy, chân nỉ nguyên bản theo xe, như mới luôn. Đấy, chân nỉ này. Đấy, chắn nắng này. Chắn nắng hai bên đầy đủ này. Đây, đèn chân này. Đấy, đèn chân này. Đấy, đây, hộp đựng kính này. Đấy, đấy, kính lên xuống này, rất trơn tru. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, xe cực chất luôn, zin cả xe anh em nhé. Không mất đến một phân keo chỉ, máy chưa hạ. Đấy, ghế chỉnh điện nhé anh em nhé. Đấy, ghế chỉnh điện này, lên xuống này. Đấy, xuống này, lên này. Đấy, ghế chỉnh điện này. Đấy, đây, gương chỉnh điện này. Đấy, lên này, xuống này. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Đấy, lên xuống sang ngang. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó ok cả. Đây, quả số vẫn đẹp luôn. Đấy, phanh tay này. Đây là bệ tì tay này. Mở lên thì là đồ anh em nhé. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Ghế da này như mới luôn. Đấy, nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, ghế da, da bò này, da xịn của nó anh em nhé. Đấy, được trang bộ, trang bị bộ áo ghế này. Đấy, nhìn rất bắt mắt luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Đấy, máy lổ cực chất luôn. Đấy, bô lăng đẹp, đẹp luôn anh em nhé. Đấy, xe cực chất luôn. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Đấy, trước này đang có tại cửa hàng bên em. Đấy, vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Gen Black Captivan sản xuất 2007. Đấy, máy cực chất luôn, cực êm.
Đấy, nó cực êm luôn. Đấy, xe này của bác cán bộ tòa án ở Vĩnh Bảo, em mua về chiều tối hôm qua. Thì hôm nay em mới có thời gian em úp video lên để cho anh em xem. Anh em là đúng chân mẫu xe này thì mua về quá là ok, yên tâm luôn, không phải làm bất cứ một cái gì anh em nhé. Đây, vết chấm sơn nó vẫn còn nguyên vẹn theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, lắp capo này, keo chỉ zin cả xe luôn. Đấy, lớp lỉ của nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, đây là tem mác của nhà máy sản xuất còn dán này. Đấy, mình cam kết anh em chiếc xe không đâm ba không ngập nước, zin cả xe. Đấy, máy thì cực chất luôn, máy lỗ cực êm không hề gì dầu anh em nhé, rất khô ráo sạch sẽ. Đấy, đây là phần tổng quan khoang máy này. Anh em nào mua chiếc xe này thì quá là ok luôn, yên tâm luôn. Đấy, tổng quan khoang máy của xe anh em nhé. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở quán Toan, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Chevrolet Captivan sản xuất 2007 phiên bản số tự động, máy 2.4. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và sau đây, và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.